khối tài sản 400 tỷ của cậu ống nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng. Công tử nhà giàu mê đỏ đen, dính chất cấm nghi lấy gái hai con để kiếm tiền. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến nghệ sĩ ưu tú Minh Vương, không ai không nhớ đến một nam nghệ sĩ cải lương đa tài thành danh từ trước năm 1975. Với danh xưng ông Hoàng cải lương, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương khiến bao bóng hồng vây quanh bởi vẻ đẹp trai, lãng tử và giọng hát ấm áp, trời ban. Thế nhưng, đường tình duyên của vị nghệ sĩ này lại lòng đồng lật đận. Nguyễn Minh Quốc Nam là trái ngọt của nghệ sĩ ưu tú Minh Vương và bà bầu. Cũng giống như cha mình, Quốc Nam cũng rất nổi tiếng trong xài thành. Thế nhưng anh không nổi tiếng bằng tài năng nghệ thuật, mà là tài năng kinh doanh xuất chúng. Đã từng có thời gian, rất nhiều công ty ở xài thành trải thảm đỏ mời anh về làm. Đến giờ, Quốc Nam đã sở hữu vài trăm tỷ. Thế nhưng, đời sống của con trai độc nhất của Minh Vương cũng luôn được nhiều người để ý. Thậm chí có tin đồn rằng anh vướng phải đỏ đen chất cấm rồi. Anh đã phải làm lại cuộc đời bằng hai bàn tay trắng. Lại cũng có tin đồn thổi rằng Quốc Nam vốn là trai tân, thế nhưng lại lấy một cô gái đã có hai con. Vậy nếu không vì tiền thì vì điều gì? Hàng loạt tin đồn bủa vây quanh Quốc Nam. Ông Hoàng cải lương để cứu con khỏi miệng lưỡi thế gian như thế nào? Vậy thực sự của câu chuyện này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Con trai nghệ sĩ ưu tú Minh Vương, công tử nhà giàu mê đỏ đen chất cấm, Nguyễn Minh Quốc Nam là con trai của nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng và bà bầu Thu, nổi tiếng trong giới kinh doanh nghệ thuật của Sài Gòn vào trước năm 1975. Bà bầu Thu là một trong những nhà kinh doanh xuất nhập khẩu có tầm cỡ. Khi bà thành hôn với ngôi sao Minh Vương, bà thành lập gánh hát Việt Nam Bình Vương, một trong những đại bàng của cải lương thời ấy. Sau năm 1975, gánh hát cải lương Việt Nam Minh Vương hoạt động thêm một thời gian. Bà bầu Thu chuyển sang đầu tư sản xuất băng đĩa cải lương và phim ảnh. Bà bầu Thu sinh cho nghệ sĩ ưu tú Minh Vương một trai và một gái. Nguyễn Minh Quốc Nam là người con trai duy nhất của hai người. Được sinh ra trong gia đình mà mẹ là người thừa tiền bạc. Còn cha là nghệ sĩ nổi tiếng nên Quốc Nam là một cậu ấm đúng nghĩa. Trong thời bao cấp, khi mà nhiều gia đình Việt còn thiếu thốn, thì gia đình Quốc Nam đi lại bằng xe hơi. Trong nhà có người giúp việc bước ra ngoài. Giới nghệ sĩ nể trọng và bầu Thu và nghệ sĩ Minh Vương nên Quốc Nam được chào đón nồng nhiệt bất cứ nơi nào. Dù không là nghệ sĩ nhưng do gia đình giàu có nên Quốc Nam được nhiều kiều nữ ái mộ. Trong đó vài người đã là nghệ sĩ có chút tiếng tăm và lớn tuổi hơn anh. Anh cặp kè với người này một thời gian ngắn thì chia tay, để bắt đầu phiêu lưu với các cuộc tình mới. Kiểu yêu ấy khiến Quốc đang trở thành một biểu tượng công tử nhà giàu ham chơi. Cũng chính vì là một công tử nhà giàu nên Quốc Nam luôn được cho là người chỉ biết ăn chơi, không biết làm ăn. Vậy nhưng biến cố đã đến khi Quốc Nam học lớp 10 thì cha mẹ anh chia tay. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương bỏ lại tất cả tài sản, quyết định ra đi với chỉ một bộ đồ đang mặc trên người. Cuộc chia ly này có tác động tâm lý rất lớn đến Quốc Nam. Nhận thấy mình là người đàn ông duy nhất trong gia đình phải có trách nhiệm bảo vệ mẹ và chị, anh quyết định thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Quốc Nam vay của mẹ một số tiền nhỏ để mở ra cửa hàng kinh doanh điện máy. Nhờ sự chịu khó học hỏi và đầu óc nhạy bén, công việc làm ăn tiến triển tốt. Nhưng bà bầu Thu vẫn muốn con trai tập trung vào việc học hành, hơn là bước ra đời quá sớm, và yêu cầu anh giao lại việc kinh doanh. Về sau, giữa Quốc Nam và mẹ xảy ra nhiều bất đồng. Anh quyết định ra ngoài ở riêng để được sống với ước muốn của mình. Để có thể tồn tại anh thử làm nhiều công việc khác nhau. Cuối cùng, anh trụ lại với nghề tiếp thị cho một thương hiệu máy bay nổi tiếng thời ấy. Nếu như các nhân viên tiếp thị khác đến gõ cửa từng nhà, thuyết phục chủ ra mua máy bay thì Quốc Nam nghĩ ra một phương cách khác. Anh đến từng nhà và đưa ra yêu cầu đổi máy bay cũ lấy máy bay mới, nhưng chỉ bù lại một số tiền. Phải chăng thập niên 90, nhiều gia đình tại miền Nam Việt Nam còn sở hữu rất nhiều máy may cũ và nhu cầu may đồ tại gia còn cao. Việc được đổi máy bay cũ lấy chiếc máy bay mới khiến họ hổ khởi. Cuộc đàm đã thu được một lượng máy cũ rất lớn. Tuy nhiên, đồng nghiệp anh lại cho rằng đây là cách làm không thông minh vì anh chỉ nhận được một số tiền bù rất nhỏ mà mang về một đống máy cũ. Chẳng biết để làm gì nhưng Quốc Nam có lý do của mình. Trước đó,
anh đã tìm hiểu tại Sài Gòn có nhiều đầu nậu mua máy bay cũ tân trang lại, rồi bán về các tỉnh lẻ với giá khá hấp dẫn. Anh bán toàn bộ máy cũ thu được cho các đầu nậu này và thu về khoản lời lớn. Cú kinh doanh thành công góp phần giúp Quốc Nam trở thành người bán hàng số 1 của công ty. Tiếp nối, anh còn nghĩ ra nhiều chiêu thức khác giúp cho lượng hàng tiêu thụ mạnh. Thành tích kinh doanh ấn tượng khiến lãnh đạo công ty chọn Quốc Nam làm người huấn luyện kinh doanh, tiếp thị chính cho nhân viên, lấy vợ chỉ vì tiền. Thành quả kinh doanh ở công ty máy may khiến giới kinh doanh tại Sài Gòn đánh giá cao. Quốc Nam nhận thấy mình đã có đủ tài chính lẫn kinh nghiệm. Quốc Nam đứng ra thành lập tập đoàn Xuyên Á, trong đó có nhiều công ty con kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, tư vấn thiết kế, sản xuất phim ảnh, cải lương và dịch vụ nhà hàng. Nhờ tầm nhìn xa, tất cả các công ty vệ tinh của tập đoàn Xuyên Á hoạt động hiệu quả. Theo đánh giá của giới doanh nhân, ngoài tuổi 30, Quốc Đàm sở hữu trong tay khối tài sản tầm 400 tỷ đồng. Các công ty của anh đều có vị thế trên thương trường. Tuy nhiên, xét bề nổi, anh được biết đến nhiều hơn qua vai trò ông chủ chuỗi nhà hàng Thiên Vương Tử. Riêng lĩnh vực nhà hàng, anh còn thành công khi đầu tư nhà hàng Sài Gòn 88 tại Mơ Cao. Trong thời gian đang tập trung năng lực cho việc mưu sinh, Quốc Nam gặp và yêu một người phụ nữ đã từng ly hôn và có hai con trai. Đó là người vợ mà anh chung sống. Đến giờ, Quốc Đàm từng chia sẻ, người ta đồn rằng tôi là trai tân mà cưới phụ nữ đã có con sẵn là vì tiền. Thực tế gia đình vợ tôi nghèo. Tôi chọn cô ấy vì đồng cảm cho hoàn cảnh quá đáng thương. Quyết định lấy cô ấy khiến ba tôi rất giận. Đến giờ bà vẫn còn chưa chấp nhận được cuộc hôn nhân này, dù chúng tôi đã có hai con chung. Đó là lý do mà bà thường hay kêu ca với chị tôi. Mỗi khi về Việt Nam, bà cũng ở nhà riêng chứ ít khi gặp gỡ chúng tôi. Từ nhỏ, hai con riêng của vợ đã sống trong sự đùm bọc của Quốc Nam. Nên dù biết anh không phải là cha đẻ, nhưng hai con đều xem anh là cha mình với trọn vẹn ý nghĩa trong suy nghĩ của Quốc Nam. Anh chưa bao giờ hành xử thiên vị với các con. Anh đã nuôi dạy chúng bằng tình thương công bằng. Nói cách khác, bốn đứa con là món quà mà anh trân trọng cứu cha mẹ. Thoát khỏi ranh giới sống và mất với đồng tiền làm ra từ mồ hôi, nước mắt của mình, Quốc đang chăm sóc gia đình theo cách tốt nhất. Có một dạo nghệ sĩ ưu tú Minh Vương tổ chức chương trình cải lương, quyên góp tiền xây nhà tình thương cho người nghèo. Chương trình nào không thu đủ kinh phí, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương báo con trai bù vào khoản thiếu ấy. Trong các chương trình văn nghệ từ thiện đó, Quốc Nam đang trở thành mạnh thường quân tích cực nhất của cha. Vài năm trước, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương trong một lần đang diễn trên sân khấu, thấy mọi thứ xung quanh tối sầm, hai chân run rẩy. Ông nhờ bạn diễn khéo léo dìu vật trong. Sau đó ông được đưa đến cấp cứu trong bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cả hai trái thận của ông bị hư tổn. Muốn sống chỉ còn cách duy nhất là thay thận mới. Sức khỏe sa sút khiến ông nghỉ hát trong một thời gian. Quốc Nam chạy ngược chạy xuôi khắp các bệnh viện từ trong nước ra đi nước ngoài, nhưng không tìm được trái thận tương thích với cơ địa của nghệ sĩ ưu tú Minh Vương. Anh đã cậy đến các bác sĩ giỏi của bệnh viện Chợ Rẫy, quan tâm đến trường hợp cha mình tốn kém bao nhiêu cũng chịu. Đến một ngày, bác sĩ báo cho Quốc Nam biết đã có người hiến thận phù hợp. Anh lập tức đưa ra vào bệnh viện làm xét nghiệm, tiến hành thay thận. Lúc đó, sinh bạch của nghệ sĩ ưu tú Minh Vương như ngọn nến trước gió. Ca phẫu thuật trải qua trong thời gian chờ đợi thấp thỏm của mọi người. May mắn là thành công. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương hồi phục kỳ diệu. Giờ đây, dù đã ở tuổi 70 nhưng khi bước lên sân khấu, ông hát sung mãn như chàng trai ngoài 40. Để kỷ niệm cho ngày cha vượt qua lưỡi hái tử thần, Quốc Nam đã tổ chức cho ông một tiệc sinh nhật hoành tráng. Thế nhưng sau đó mẹ của Quốc Nam ngã bệnh. Tình trạng của bà cũng nguy kịch như nghệ sĩ ưu tú Minh Vương lúc trước. Nhờ sự nỗ lực của con trai, nhiều bác sĩ giỏi đã được mời đến và làm hết sức có thể. Thật kỳ diệu, bà đã hồi sinh trong niềm vui của gia đình. Một lần nữa đưa con doanh nhân đã đóng vai trò quan trọng trong việc giành giật lại sự sống của các đấng sinh thành từ tay tử thần. Tuy nhiên, sức người có hạn. Để rồi ngày 22 tháng 10 năm 2017, mẹ của Quốc Nam đã vĩnh viễn ra đi. Khi bệnh tật đến hồi khó chữa và một lần nữa bằng tất cả tấm lòng và những gì có thể, anh đã lo cho mẹ lần cuối. Hy vọng mẹ anh thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.